À, sa thú sa thú à, cảm ơn sức mịch mình Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Kha Giá, kính con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức Pháp Kinh lễ quý Phật quý cô trưởng nữ. Chắc là sư không có trước à, cho nên là tụi em xin tiên phong kệ câu pháp cú số 95. Bát tha vi sa môn nô tình đắc bát xuất bát tổ về đâm sân sara ná pháp quanh tuy đà đi thao quy sa mô nô quy ruột cha tê ba tô ra ha đô wa a bê ta ca đa mô sam sa ra na pha hoàn ta đi tô ba tha quý sa mô vi ruột cha ti in đa kỳ lô ba mô ta đi sắp ba ra ha đô wa a bê ta ca đa mô Hoàn tỳ ta thi nô bà thao vi sa môn nô vi ruột cha thi in đa kỳ lu ba mô ta đi sắp ba tô ra đô quá A bê ta cạp đa mô sang na pha hoàn tỳ ta đi nô như đất không hiềm hận như cột trụ kiên trì như hồ không bùng nhơ không luân hồi vị ấy Phổ Thượng Thích Minh Châu. Đất kia cao mặt bao giờ trụ đồng kiên cố ao hồ lặng thinh sa môn tâm ý quân bình lang thang vô định tái sinh nào còn. Dạ, phổ thân đi của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã kể xong. Dạ, bây giờ kính mời Xích Rạng Đông. Dạ, đã thấy tín hiệu của Xích Rạng Đông. Sa thú cô tu nữ tuệ duyên ba ngôi tam bảo ân đức Phật ân đức Pháp dẫn đức tăng con kính đảnh lễ chư tôn đức con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh sư pháp tính cô tu nữ tuệ duyên con kính chào đạo tràng kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ con xin kính đọc câu pháp cú số 95. Ba tha quy sa mô nô quy rùi cha ti tình đa khi lù ba mô ta đi xúc ba tồn ra ha đồ quá áp bề ta ca đa mô sang xa ra
Na-va-van-ti-ta-di-no Va-tha-vi-sa-mo-no-vi-ru-vi-cha-ti Ấn-đa-khi-lu-pa-mo-ta-di Xúc-pa-tô-ra-ha-đô-va-a-bê-ta-ca-đa-mô Sang-sa-ra-na-va-van-ti-ta-di-no Pa-tha-vi-sa-mo-no-vi-ru-vi-cha-ti Ấn-đa-khi-lu-pa-mo-ta-di Xúc-pa-tô-ra-ha-đô-va-a-bê-ta-ca-đa-mô Sang-sa-ra-na-va-van-ti-ta-di-no Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi dị ấy, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bà tha vi sa mô nô vi ru vi cha ti ấn đa khi lu pa mô ta đi xúc ba tô ra ha đô wa a pê ta ca đa mô sang sa ra na pha wan đi ta đi nô Đất kia cao mặt bao giờ trụ đồng kiên cố ao hồ lặng thinh sa môn tâm ý quân bình lang thang vô định tái sinh nào còn bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, cảm ơn chị Lãnh Đông. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức pháp tánh cùng chư tôn đức tăng, kính lễ cô tu nữ tệ duyên, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Lạc Đông cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 95 ạ. Bà tha vi sa nô mô vi ru cha ti in da hi lô bà mô ta đi sức ma tô Rahadova Apeta Kanda Mo Sangsarana Bhavanti Tadino Patha Visa Mono Viruchati Inda Hilo Bhano Tadi Sumbato Rahadova Apeta Kanda Mo Sangsarana Bhavanti Tadino Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùng nhơ, không luân hồi gì ấy. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bà tha vi sa mô nô vi ru cha ti in da khi lô bà nô ta đi sức bá tô là ha đô wa a bê ta ca đau sẵn sa ra na bà quát bà quăng ti ta đi nô đức kia cao mặt bao giờ trụ đồng kiên cố ao hồ lặng thinh sa môn tâm ý quân bình lang thang vô định tái sanh nào còn. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kể xong, xin gửi mic lại cho huynh Quát Thanh Á ạ. Dạ, sa thu lành thầy xin trình đạo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Và con xin được kể kinh pháp cú số 95. Bà tha vi sa mô nô vi ru cha ti Inda khi lu pa mô ta di su ba to Ra ha do va a pe ta ka da mô Sang sa ra na pa wan ti ta di no Pa tha vi sa mô nô vi ru cha ti Inda khi lu pa mô ta di su ba to Rahadova apeta dekatamo sangsara na
Bhavanti tadino Pathavi samo no virochati Indakilupa motadi subato Rahadova apeta kadamo Sangsarana bhavanti tadino Pathavi samo no virochati Indal kilupamo tadi subhato Rahadova apeta kadamo Sangsarana bhavanti tadino. Như đất không hiểm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi vì ấy. Bản dịch của Ngài Minh Châu: đất kia cao mặt bao giờ, trụ đồng kiên cố, ao hồ lặng thinh. Sa môn tâm ý quân bình, lang thang vô định, tái sinh nào còn. Bản cổ thơ của Ngài dưới Đức Già Nam Mô Phật Thà. Dạ, dạ con xin được xuống ích. Dạ, kính mời Sít Nhật Huỳnh, Sít Đái Minh nha. Sít Nhật Huỳnh, Sít Đái Minh giơ tay. Dạ, mến mời Sít Đái Minh. Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Thần Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Con kính bảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính bảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính bảnh lễ ơn Đức Chư Tăng. Con kính bảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đầy Đức Pháp Tính, Cô Tu Nữ Tự Duyên. Kính chào quý anh chị. Dạ, cảm ơn quý anh chị đã cho được biết rõ âm thanh. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 95. Pathavi samo no virochati indakilupamo tadi subhato Rahadova apeta kadamo sangsarana bhavanti tadino. Pathavi samo no virochati Indakilupamo tadi subhato Rahadova apeta kadamo Sangsarana bhavanti tadino. Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùng nhơ, không luân hồi vị ấy. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: Mantha visamo no virochati indakilupamo tadi subhato Rahadova apetaṃ kadandamo sangsarana bhavanti tadino. Pathavi samo no virochati indakilupamo tadi subhato Rahadova apetaṃ kadandamo sangsarana bhavanti tadino. Đất kia cao mặt bao giờ, trụ đồng kiên cố, ao hồ lặng thinh, sa môn tâm lý quân bình, lang thang vô định, tái sinh nào còn. Hổ thơ của Hòa Thượng Dư Đức. Dạ, kính mời chị Nhật Quỳnh tiếp theo ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô em mình. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Con thành kính đảnh lễ để Đức Tuệ Nhẫn vừa quan năm vào đạo tràng. Nhục Quỳnh mến chào Sư Khá, anh Đức Khá vừa vào đạo tràng. Sư Khá ơi, Sư Khá. Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, Sư Khá có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Dạ, cảm ơn cô tu nữ tại duyên.
Mến chào Như Quan người vào đạo tràng. Ngồi mời 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 xuất khá cầm mic nha. Alo. Dạ, con cảm ơn cô ngạn đồng chú Phật Thà Lá cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Thà Lá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sầm Thà Lá. Con kính lễ ân chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng, những lễ thường tọa minh hạnh, đại đức pháp tín, đại đức tuệ nhẫn, cùng chư tôn đức tăng, con kính chào quý cô tu nữ, cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Đã con xin đọc câu kinh pháp cô số 95. Tha quý sa mô lô quý rút cha tí in đắc khi nù ba mô tà đi xuất ba tổ ra ha đồ quá áp về ta cắt đá mồ sang sa già la phá hoàn tí tà đi nù ta tha quý sa mồ lồ quý rút cha tí in đắc khi nù ba mô tà đi xuất ba tổ ra đồ quáp áp bề các cát đa mồ sân xà già lắp phá hoàn tí tà đi nổ ba tha quý sa mồ lồ quý rút cha tí in đa tì nổ ba mồ tà đi xuất ba tổ ra đồ quáp áp bề tắc cát đa mồ sằng sa già la pha hoàn tí tà đi nổ như đất không hiểm hận như cột trụ kiên trì như hồ không mù như không luân hồi vị ấy. Đó là mình của Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ con kính mời kính mời ai ta? Dạ con kính mời cô Nhật Huỳnh hay là chú Quát Tha Lá nha, lên mic ạ. Nam mô Quát Tha Lá. Xà thủ kính cảm ơn sư khá anh được khá. Không biết mời ai đây ta nghe mà thường. Nam mô Quát Tha Lá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Huỳnh kính chào đạo tràng. Và mến chào Dung Nguyễn, mến chào Hoa Nguyệt nhờ vào đạo tràng. Dạ cảm ơn Hoa Nguyệt xích trần đạo, xích rạng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nam Mô Bích Thai giá con còn 3 phút và con xin được ông bài pháp cú kinh số 95. Ba tha vi sa mô nô vi rút cha ti in đắc khi lù ba mô ta đi xúc ba tô ra ha đồ quá a bề ta cấp đa mồ sang xa ra na pha hoàn tì ta đi nô ba tha quy sắc mồ nô quy rút cha ti in đa khi lù ba mồ ta đi xúc ba tô ra ha đồ quá a bề ta cấp đa mồ sang xa ra na pha hoàn tì ta đi nô như đất không hiềm hận như cực trụ kiên trì như hồ không bụng nhơ không luân hồi vị ấy. Dạ đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Bà tha vi sa mô nở vi ru cha ti
Ấn đa khi lưu bà nô ta đi xuất ba tô à ra ha đô qua à bệ ta cặp đa mô sáng xa ra na phào văn ti ta đi nô bà tha vi sa mô nô vi rô cha ti Ấn đa khi lưu bà mô ta đi xuất ba tô à ra ha đô qua à bê ta cặp ta đa mô sáng sa ra na pha quan ti ta đi nô đất kia cao mặt bao giờ trụ đồng kiên cố ao hồ lặng thinh sa môn tâm ý quân bình lang thang vô định tái sinh nào còn. Dạ đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Xích Rạng Đông, Xích Trần Đạo, Vinh Quát Thanh Á, cô Ái Minh và Sú Khá đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ bây giờ thì cũng đã đến giờ chúng con học bài pháp của kinh số 96. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được đại đức tuệ nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddhassa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddhassa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lớn mọc nặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đảo giải đời, nhằm vườn lộc dạ ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn đi tới mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 96. Sa thú lành thai, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư. Dạ, sư xin phép lỗi quý vị, tại vì hôm nay đi trên Bảo Lộc để cô Phật tử cô ký giấy tờ đất đai cho sư để mở một cái chỗ tu tập nhỏ ở trên Bảo Lộc á, nên sư về hơi trễ một chút xíu. Nên là sư xin nỗi là hôm nay chưa họ vào hơi trễ, nhưng mà bài thì sư đã chuẩn bị rồi. Bài pháp hôm nay thì nó rất là hay bởi vì nói đến các vị A-la-hán. Hôm nay thì chúng ta sẽ thấy được cái bài pháp này để nói nổi bật lên kết quả của nghiệp và các ngài đã thanh tịnh phiền não khi mà các ngài nhìn các pháp để thấy
chúng chỉ là hư ảo, các ngài không có chấp thủ nữa. Bây giờ thì vào cái trước khi vào bài pháp này thì con xin đảnh đệ ơn Đức Tam Bảo. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang avivadimi sakhato bhagavata dhammo dhammang namassami suvadipanno bhagavato savakasangho sanghang namassami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo cao thượng. Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có niềm tin chân chánh thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu các ba la mật để liễu ngộ niết bàn. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, chư thiên, kính dâng đến cha mẹ hiện tiền và thân bằng quyến thuộc, kính dâng đến tất cả chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula và tất cả chư đạo hữu Phật tử, mong cho quý và quý bà quý cô tu nữ, mong cho tất cả quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và tùy theo ba la mật của mỗi người và được niễu ngộ niết bàn trong chánh pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Nam mô Buddhaya. Con cung kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức pháp tính và sư thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về câu kệ nói về phẩm thánh nhân. Chúng ta biết là phẩm thánh nhân ở phẩm này thì Đức Thế Tôn dùng những cái câu kệ tán dương các cái bậc thánh đã đắc được đạo quả, hưởng được cái hương vị niết bàn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục học về câu số 96 này. Và con bao giờ cũng vậy, thì con chỉ nói về những cái thực tại trong đời sống hàng ngày để làm sao chúng ta phá hủy được cái ý niệm về ngã mà thôi. Khi nào ý niệm về ngã được đặt xuống thì các pháp tứ niệm xứ mới được hiện khởi. Do đó mà còn cái vấn đề mà chứng đắc đạo quả thì chúng ta chỉ nói sơ qua về các cái loại phiền não và các cái tầng thánh quả mà trong kinh thôi. Còn mục đích chính của chúng ta là đi trên mở cái con đường để đi vào tâm linh của mình để giải thoát giác ngộ, chứ chúng ta không có nói về cái đoạn kết thúc. Đó là cái những điều mà con chỉ trình bày về cái vấn đề đó. Và cái câu kệ này thì cũng có bốn cái đoạn. Con xin đọc là: Sanh tăng tát xá ma năng hô tí, sanh ta wa cha chắc cầm má chá, sanh ma đanh nha quý mút tát xá, u bá sanh tát xá ta đi nô. Câu kệ này được dịch theo văn xuôi, ngài dịch là: đối với vị đã được giải thoát do sự hiểu biết đúng đắn và được an tịnh như thế ấy, suy nghĩ của vị ấy đã thanh tịnh, lời nói và hành động đều thanh tịnh. Và những cái từ ở trong bài này thì chúng ta được hiểu những cái nghĩa của từng từ vựng như sau. Chúng ta biết là cái từ sanh tá, sanh tá hay là sanh tăng, sanh tăng. Cái từ sanh tăng á, là cái căn của nó là căn sanh và cộng với tá. Ở đây thì nó thuộc về danh từ trung tánh và nó chia theo quá khứ phân từ. Nó thuộc về quá khứ phân từ và nó chia theo chủ cách. Là đã được an tịnh,
Cái này là từ sampatti, cái động từ sampatti ở đây thì nó chia theo quá khứ phân từ nên nó là sampatti, tức là đã được an tịnh, đã được an tịnh. Và cái từ mát năng thì chúng ta biết là nó là malo, mano, danh từ trung tánh, chỉ theo ý. Ý. Ý ở đây á, thì chúng ta biết ý ở đây chính là ý hành ha, ý ở đây chính là ý hành. Ý hành này đã được thanh tịnh. Chứ cái từ citta chúng ta biết là nó có cái chữ citta, nó cũng có nghĩa là ý, cũng có nghĩa là tâm thức. Nhưng mà cái từ citta nó còn chia theo ví dụ như là tâm quả, tâm di tác, tâm tố vân vân. Nhưng mà ở cái đoạn này, cái ma ná này, này nó chỉ cho ý hành. Ý hành tức là trong cái động lực mà lộ ý hành này nó được thanh tịnh hoàn toàn. Ở cái câu kệ này, cái từ ma ná này nó chỉ cho cái ý hành đó, chứ không phải là cái ý bình thường chung chung, mà ở đây nó chỉ cho cái ý hành đã được thanh tịnh. Ma ná, ma nô tức là trung tánh, danh từ trung tánh và chia theo chủ cắt. Và nó cũng có nghĩa là tâm, nó bằng với tâm hay ý. Nhưng mà đúng ở đây á, là phải cái đúng của nó là phải là ý hành mới đúng đó. Ý hành. Tiếp theo nữa là cái từ hô tí thì chúng ta biết rồi, cái động từ đó nó giống như cái động từ thì là ở vậy đó, động từ to be đó, tức là nó ấy. Và từ từ samta tiếp theo là cái từ samta, từ samta tức là samta, samta. Samta này nó thuộc về danh từ lam tánh. Danh từ lam tánh. Và ở cái câu kệ này thì nó thuộc về quá khứ phân từ chia theo chủ cách số nhiều là đã được thanh tịnh hay đã được an tịnh, đã được an tịnh. Còn cái từ vaca thì cái câu kệ trước chúng ta cũng đã biết rồi, cái từ vaca tức là cái lời nói ha, lời nói. Cái lời nói. Cái lời nói. Và cái từ chá, chá thì chúng ta biết là và nó thuộc về ly từ ha. Còn từ căm má thì chúng ta đã học rất nhiều. Căm má là danh từ trung tánh, chia theo chủ cách, việc làm hay là hành động hay là nghiệp. Chúng ta biết là cái việc làm thì chưa chắc nó đã phải là nghiệp. Ví dụ như việc làm chúng ta cầm cái cây cối này kia thì nó chưa phải là việc, đây chưa chưa có tạo nghiệp, cái đó nó không phải là tạo về nghiệp đạo, mặc dầu nó vẫn có tư ở trong đó. Nhưng mà chúng ta biết chúng ta cầm cái cuốn sách hay cầm cái giấy hay chúng ta cầm cái này cái kia thì cái đó nó vẫn có tư ở trong đó, nhưng mà cái tư đó nó không phải là cái tư của nghiệp đạo, nên là chúng ta phải sử dụng rất là chính xác ở trong từng cái câu kệ thì chúng ta biết là tư nó nằm ở trong 121 tâm là vậy. Nếu mà chúng ta không hiểu được cái tư này á thì chúng ta sẽ không có nắm rõ được nó đâu. Nên là rồi là hành động, chúng ta biết là hành động nó cũng chưa chưa có tạo ra nghiệp đạo, nhưng mà nghiệp đạo thì nó phải đi từ từ cái ý thiện hay đi ý bất thiện này, ý bất thiện, và nó thúc đẩy qua thân hay qua khẩu đó. Thì cái câu kệ này ở đây nó là cái gọi là nghiệp đạo. Khi mà chúng ta tiếp xúc các cái trần cảnh mà chúng ta khởi lên tham sân hay là thiện cố tình tạo tác đó, chứ còn cái hành động mà nó đơn giản thì nó vẫn có tư, nhưng mà cái tư đó nó không tạo ra nghiệp đạo để tái sanh. Chúng ta phải hiểu rất rõ ở chỗ này. Rồi tiếp theo, cái câu tiếp theo gọi là Samma Dhanya Vimuttassa. Vimuttassa thì ở đây đó là một cái liên từ, một cái nhóm từ, nó từ cái từ samma cộng với
Anya cộng với quý mút tá, nhóm từ. Và cái câu, cái này nó chia theo sở thuộc cách là đối với hay là của vị đã được giải thoát do sự hiểu biết đúng đắn. Sammadanya tức là Samma, tức là cái sự chân chánh. Anya tức là chỉ cho cái trí tuệ hiểu biết. Nó thuộc về danh từ trung tánh là sự hiểu biết đúng đắn. Samma thì nó thuộc về trạng từ đúng đắn, thích hợp, chấm chân. Còn cái từ Anya thì nó cũng là danh từ trung tánh, là sự hiểu biết hay là trí tuệ. Như vậy thì chúng ta thấy từ trí tuệ, Panya cũng là trí tuệ, Anya cũng là trí tuệ, Sanya, Panya, rồi là Vichcha nó cũng chỉ cho trí tuệ, hay là Chotika nó cũng chỉ cho cái nghĩa là minh nữa. Nên là có rất nhiều cái từ để chỉ cho trí tuệ. Rồi cái từ Vimutta, Vimutta là cái căn của nó là căn múc. Tiếp vĩ ngữ đầu đứng của nó là quý. Và sau cộng với tá, ở đây thì nó chia theo quá khứ phân từ. Nên là nó được là Vimutta, là đã được giải thoát. Vimutti đấy. Động từ của nó là Vimutti mà nó chia theo quá khứ phân từ, thành thử nó thành, nó biến đổi thành quý mút tá, là đã được giải thoát. Tiếp đầu ngữ quý tức là khỏi hay lìa, hay là còn cái căn múc của nó là tự do giải thoát. Tự do giải thoát ở đây là gì? Là hiểu cái thấy không phải là tôi, phiền não không phải là tôi, tham không phải là tôi, thọ không phải là tôi. Hiểu thực sự đó, đó chính là sự giải thoát đó. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng giải thoát nó là một cái gì đó hay là chúng ta tìm niết bàn là đâu có, không có cái chuyện đó đâu. Mà thực sự là chúng ta hiểu cái tham này không phải là tôi, cái sân này không phải là tôi, thọ cứng mềm nóng lạnh này nó không phải là tôi. Khi chúng ta thực sự hiểu nó thì chỗ này là tự do giải thoát. Cái từ upasantassa, upa cộng với căn sam cộng với tá thì chúng ta biết là nó thuộc về quá khứ phân từ, và đây thì nó là nam tánh chia theo sở thuộc cách là của vị đã được thanh tịnh, đã được trầm tĩnh, đã được thanh tịnh, đã được trầm tĩnh, hay đã được tĩnh lặng. Tiếp đầu ngữ upa nó có nghĩa là hướng về hay là bên trên. Căn sam tức là sự vắng lặng, tĩnh lặng. Và cái từ tiếp theo nữa là từ Tadino, là nó từ cái từ Tadi, nó thuộc về tính từ nam tánh chia theo sở thuộc cách là của người có điều ấy, tức là của người có điều ấy. Đó là những cái từ ngữ nó có được những cái nghĩa như vậy trong cái bài kệ này mà con đã trình bày. Tại vì con đi xe về nó hơi trễ, nên là con trình bày giáo pháp hôm nay chắc cũng vừa phải, nên thành thử có điều chi sơ thất xin quý ngài và quý vị bỏ qua. Và ở đây thì ngài dịch, ngài Thích Minh Châu, ngài dịch cái thể lắp kệ, ngài dịch là người tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an, chánh trí chơn giải thoát, tịnh lạc là vị ấy, tịnh lạc là vị ấy. Bài kệ này thì chúng ta biết là nghĩa lý thì tuy rằng có bốn câu thôi, nhưng mà nghĩa lý thì nó vô cùng là sâu thẳm, phải không? Và ở đây thì chút nữa chúng ta sẽ xong cái bài kệ này thì chúng ta sẽ học về những cái điểm chính ở trong cái bài này. Điểm chính ở trong cái bài này thì chúng ta qua cái câu, qua cái tích truyện thì chúng ta sẽ thấy được cái quả và một cái nội tâm của vị A-la-hán là như thế nào. Cái quả của nghiệp khi mà ngài đối diện với cái quả của nghiệp và cái tâm của ngài như thế nào. Còn cái kẻ phàm phu đối diện với quả của nghiệp và cái tâm của phàm phu như thế nào. Thì qua cái bài kệ này chúng ta sẽ thấy rất rõ. Qua câu chuyện, qua cái tích truyện này thì chúng ta thấy rất rõ là cái vị ngài Sa Di Tít Xá này rất là nhỏ tuổi, nhưng mà khi mà ngài bị
cái ác nghiệp của quá khứ mà do chính do cái đối tượng là thầy của ngài khi mà ngủ đã chọt cái quạt vào con mắt của ngài và ngài đã bịt cái con mắt đó suốt một đêm. Và sau đó thì được ngài hỏi, thì chút nữa thì chúng ta sẽ đi vào cái bài kệ này rớt lại. Bây giờ thì con xin nói về cái tích truyện của cái bài kệ số 96 này. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, câu kệ số 96 này được Đức Thế Tôn thuyết khi ngài ngự tại Chetavana Kỳ Đà Viên, vườn của ông Cốc Cô Độc. Và có đề cập đến vị Sa Di đệ tử của ngài trưởng lão Tít Sát. Và cái tích truyện này với cái duyên sự là nói về một cái công tử ở gần cái thành Cô Sâm Bí, tức là Kiều Thượng Di. Sau khi mà vị đó do mến mộ và thấy hình bóng của chư Tăng tốt đẹp, và vị đó đã sinh xuất gia trong giáo pháp và thọ của túc giới và được mệnh danh là ngài trưởng lão Đề Xá hay là Tít Xá ở Kiều Thượng Di. Và ngài trưởng lão này an cư ở cái vùng Cô Sâm Bí. Và khi mà đến khi mà mãn hạn cái mùa an cư và được dân làng hộ độ, và được cái người hộ độ mang những cái lễ vật như là tam y, sữa chua hay là các cái vật dụng thiết yếu như là mía, đường, vân vân, đặt ở dưới chân của ngài. Thì thấy vậy, ngài hỏi cái người đó rằng: cái chi đây này ông thiện nam? Thì cái vị thiện nam đó mới nói rằng: bạch ngài, ngài đã nhận lời con an cư mùa mưa ở nơi này, bây giờ mãn mùa an cư thì cái phần lễ vật này nó phát sanh được, thì con xin ngài hãy hoan hỷ, ngài thọ dụng. Và ngài mới nói rằng: này cận sự nam, ông hãy thông cảm, ta không có cần đến những cái lễ vật này. Bạch ngài, tại sao vậy? Này đạo hữu, vì bần tăng không có cái vị sa di để dâng cái lễ vật thọ dục đúng luật cấp bí giá Kasaku. Thì chúng ta biết rằng là trong giáo pháp của Đức Phật thì luôn luôn có những cái người hộ tăng. Nếu mà không có những cái người cư sĩ thì có những cái vị sa di để mà dâng cái vật dụng, được cất giữ những cái vật dụng để mà mỗi sáng hay mỗi ngày vị đó có thể dâng lên cho các cái vị tỳ kheo để đúng cái pháp. Vì chúng ta biết khi mà phàm phu của chúng ta đó thì có người thì bảo vệ cái giới luật, có người thì cũng sống với một cái giới luật đó đơn giản hơn tùy theo thời đại. Nhưng mà nói gì thì nói, không có giới luật thì tất cả cũng như không thôi, và không bao giờ nếm được hương vị giải thoát. Như vậy thì và tăng chúng là một cái lá cờ, là một cái sự tiên phong, là một cái hình ảnh mà có đem đến cái nguồn hạnh phúc lâu dài cho chư thiên và nhân loại hay không. Thì mỗi một vị xuất gia đều phải mang một cái tư tưởng cực kỳ lớn mạnh thì mới đủ để đem đến mấy này không có sa đọa vào và mới làm cho
giáo pháp của Đức Phật được tốt đẹp được. Nên là chúng ta biết ở trong tăng chúng thì luôn luôn có những cái vị hộ tăng. Thời buổi bây giờ thì chúng ta biết rằng là trong mỗi cái quốc độ thì nó rất là khó khăn trên cái vấn đề mà hộ độ chư tăng. Nên là cái hoàn cảnh và cái điều kiện nó cũng rất là khắc nghiệt. Nên là khó mà gìn giữ được giới luật một cách tốt đẹp. Thì chúng ta biết rằng do vậy mà những cái đạo quả, những cái thiền định hay là những cái pháp thượng nhân nó rất khó để sanh lên. Và nếu mà nó không sanh được cái pháp này ấy, thì dần dần giáo pháp chỉ còn ở trên ngôn từ. Và càng thuyết giảng thì Phật tử người ta hoặc là cái người nghe người ta càng xa lời, bởi vì nó không có cái thân hành và nó không có cái thân chứng. Do đó mà người ta không có đặt niềm tin nữa. Nên là từ đó mà chúng ta thấy giáo pháp càng ngày nó càng dần biến mất. Nó không thực sự có được những cái vị ngọt của giải thoát. Do đó mà Ngài mới nói rằng này đạo hữu, vì bần tăng không có sa di để dâng lễ vật thọ dụng đúng luật cấp bí gia cát sắc cô. Bạch Ngài, nếu Ngài không có cái người phục dịch theo cái luật thì con xin đưa con trai của con xuất gia sa di để mà phục dịch Ngài. Thì Ngài trưởng não mới im lặng nhận lời. Và rồi thì cái vị thiện nam này mới khuyên bảo cái người con trai của mình vừa được 7 tuổi đến với trưởng lão giao cho Ngài và nói: con kính Ngài, xin Ngài cho con của con được nương tựa lên Ngài và được xuất gia. Thì Ngài trưởng lão mới xối nước, ướt tóc đứa bé và truyền dạy cái phần đầu tiên đề mục quán tưởng. Cái thân thể trược gồm có năm chi là tóc, lông, móng, răng, da cho cái vị sa di này xuất gia. Và do cái duyên lành của Ngài đã đủ tất cả các ba la mật, và khi nghe đến những cái thể trược này và Ngài đã thấy cái sắc thân này nó là giống tuất, nó không có một tự ngã nào cả, nó chỉ là những cái trạng thái của cứng, của mềm, của nóng, của lạnh, của màu, của mùi, của vị, nó không có mang bất cứ tự ngã nào hết. Và ngay khi cái lưỡi dao cạo vừa chạm vào da đầu thì Ngài đã quán tưởng những cái thân thể trược nó chỉ là những cái tổ hợp sắc, nó vô tri vô giác và nó không thuộc quyền sở hữu của ai cả. Thì vị sa di này đã chứng đắc được a la hán quả với tứ tuệ phân tích. Và sau khi cho vị sa di này xuất gia thì Ngài trưởng lão còn lưu lại trên chùa thêm nửa tháng, rồi muốn về để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì Ngài trưởng lão mới bảo với vị sa di mới thu thập những cái hành lý để lên đường. Đến nửa đường thì hai thầy trò ghé vào một cái ngôi chùa. Thì cái vị sa di này, Ngài là bậc trí tuệ nên là Ngài có cái bổn phận là phải lo sửa soạn cái chỗ trú cho thầy tế độ của mình, mặc dầu Ngài mới có 7 tuổi thôi. Thì chúng ta biết thời bây giờ 7 tuổi nè, trẻ con thì cũng thông minh nhưng mà tuổi ăn tuổi quậy, chứ còn Ngài đã là bậc A-la-hán. Và khi lo cho thầy xong á, thì khi trời đã xế chiều thì cái vị sa di này không thể dọn đẹp được cái chỗ ngủ của mình cho kịp cái giờ. Thì khi đó cái vị sa di đến giờ hầu thầy thì trở lại và ngồi bên thầy. Thì cái vị trưởng lão mới hỏi rằng: này sa di, con có lo sửa soạn cái chỗ nghỉ của con chưa? Thì vị đó mới trả lời: bạch Ngài, con không có giờ rảnh để sửa soạn. Thì Ngài trưởng lão mới nói: vậy thì con hãy ở chung với ta. Vì chúng ta biết là vị sa di thì ở được 2 đến 3 đêm với vị tỳ kheo. Và ở đêm như vậy thì phải, một là vị sa di phải thức trước, trước giờ mặt trời mọc. Hai là vị tỳ kheo phải thức trước thì nó mới đúng pháp. Thì Ngài nói rằng là mình là lữ khách, mình là khách lữ hành thì phải chịu khó ở cái ký túc xá vậy.
khi mà sắp xếp chưa kịp. Nói rồi thì cái vị trưởng lão mới dắt Sari vào cái chỗ ngục. Và trưởng lão, vì vị trưởng lão này ngài rất là đức hạnh nhưng mà ngài còn là phàm nhân, nên đến giờ đi nghỉ, khi nằm xuống ngủ thì cái vị sa di mới thầm nghĩ, thôi hôm nay thì ta với thầy hòa thượng của ta ngủ chung với nhau một chỗ ngủ, đến nay là ngày thứ ba rồi, nếu mà ta lầm thì sợ e ta sẽ ngủ quên đến sáng, thì trưởng lão sẽ phạm giới ngủ chung ba đêm với sa di, thôi thì ta sẽ ngồi cho qua hết cái đêm nay vậy. Và thế rồi vị sa di ngồi kiết già kế bên cái giường ngủ của thầy hòa thượng của mình. Và khi nghĩ và ngồi kiết già đến bên giường ngủ của thầy hòa thượng, và khi nghĩ cho nó qua đêm, đến hôm sau thì trời vừa mờ sáng, thì trưởng lão thức dậy và tự nghĩ, ta phải bảo cái ông sa di này đang ngủ bên ngoài mới được, nên là ngài lấy cái cây quạt để ở bên giường, thì cái vị trưởng lão dùng cái đầu nhọn của cái cây quạt và đập xuống cái chiếu của sa di, rồi dở cái quạt lên gọi, này sa di hãy đi ra ngoài. Thì lúc đó không may cái đầu cái cây quạt nó mới xỉa trúng cái con mắt của vị sa di, và cái tròng mắt nó bể bể ra. Và chúng ta biết là cái con mắt này nó rất dễ bị bể ra, chúng ta biết là nó rất dễ bị lòi cái con mắt ra, và chúng ta biết là đặc biệt cái con mắt nó lòi ra thì nó ít khi nào nó cũng chảy máu, nhưng nó ít ít lắm. Chúng ta chưa có từng vào bác sĩ này kia, chúng ta chưa từng nghiên cứu, chứ thực tế cái con mắt của chúng ta khi mà nó bị lòi ra thì chúng ta để ý có nhiều những cái con mắt của người ta nó lòi ra, nó bị cái bệnh gì nó lòi lòi hẳn một cái con mắt ra luôn. Nên là khi mà nó lòi con mắt như vậy, bị con mắt thì nó cũng rất là ít là chảy máu. Nhưng mà ở đây thì nó cũng có chảy, nhưng mà về cái câu chuyện thì chúng ta biết được là cái mạch văn nó hạn chế. Nên khi đó cái vị sa di mới giật mình, mới hỏi lại bạch ngài, ngài bảo cái gì? Thì khi nghe thầy nói như vậy á, thì ngài nói là dậy đi, đi ra ngoài. Và lúc đó vị sa di không có nói, không có nói với ngài rằng bạch rằng mắt của con đã bị bể tròng, mà vị sa di chỉ im lặng và lấy tay bụm cái con mắt rồi ra đi. Và tới giờ mà phục dịch thầy á, thì vị sa di cũng làm thinh, không có nói gì hết, và cũng không có nói cho thầy là mắt con đã bị bể tròng, mà chỉ đứng chứ không có ngồi xuống. Thì một tay bụng mắt đau, còn cái tay kia thì cầm lấy cái cán chổi và quét cái cầu tiêu và nhà tắm, múc nước rửa cho thầy rồi quét sân chùa. Đến khi mà dâng cái cây đánh răng cho thầy hòa thượng thì ông cũng chỉ dâng bằng một tay. Thấy vậy thì vị trưởng lão mới nói rằng, này cái vị này sa di, sao mà con không có cái lễ phép với thầy, đối với thầy tiếp dẫn thì thầy tế độ, mà con cầm cái cây đánh răng bằng một tay đưa cho thầy. Thì vị sa di mới nói, bạch ngài, con vẫn biết không nên làm như vậy, nhưng mà một tay con thì không được rắn. Thì ngài mới hỏi tại sao vậy. Vị sa di mới bèn cái câu chuyện kể lại từ đầu. Nghe xong thì lúc này ngài trưởng lão mới phát cái tâm kinh cảm, và ngài mới nghĩ rằng ôi thật là ta đã tạo ra cái nghiệp thật nặng nề, và ngài than như vậy. Và cái vị trưởng lão mới tuột xuống ngồi chồm hổm dưới cái chân vị sa di 7 tuổi, và ngài cũng chắp tay hai tay lên trán và nói với cái vị sa di này, xá tội cho tôi. Thật là tôi không biết cái việc ấy, xin hãy là người nâng đỡ cho tôi. Vì ngài cũng biết là đến cái giai đoạn này thì ngài cũng đã biết được cái vị sa di này đức hạnh và đã đắc được đạo quả, thì mới có cái tâm điềm tĩnh như vậy. Thì vị sa di điềm nhiên đáp lời với vị trưởng lão rằng, bạch ngài, con không có cái ý muốn nào nói về cái câu chuyện ấy, xin ngài cứ an tâm.
Theo con nghĩ thì trong việc này thầy không có lỗi nào cả, mà đó cũng không phải là lỗi của con nữa. Xin ngài đừng có lo nghĩ nhiều, con xin giữ kín cái việc ngài sám hối với con, con không nói cho ai biết hết. Thì vị trưởng lão được cái lời an ủi của vị sa di thì tâm của ngài trở nên dễ chịu, nhưng rồi ngài lại sanh tâm kinh cảm và ngài mang hết cái hành lý của sa di về để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và lúc ấy thì Đức Thế Tôn ngồi đợi hai thầy trò đến, và ngài trưởng lão đi đến Đức Thế Tôn xong để mấy bạch với Đức Thế Tôn. Rồi Đức Thế Tôn mới hỏi: này các tỳ kheo, thầy hành đạo có được dễ chịu không, có gặp điều chi cực khổ lắm không? Bạch ngài, con được dễ chịu, không có khó chịu cực khổ thái quá. Hơn thế nữa, con còn có được một sa di nhỏ giống như được một vị có hạnh đức phi thường, con chưa từng thấy như vậy. Và ông này đã làm cái chi vậy, này tỳ khu? Vị trưởng lão mới thuật lại cái câu chuyện xảy ra từ đầu cho đến cuối với Đức Thế Tôn và nói tiếp: bạch Đức Thế Tôn, khi con yêu cầu sám hối như thế, sa di đã nói với con như vậy. Bạch ngài, trong cái việc này ngài không có lỗi chi cả, mà do cũng không phải là lỗi của con nữa, thôi ngài đừng có bận tâm lo nghĩ nhiều. Sa di đó an ủi con, không tỏ vẻ chi là giận hờn thù ghét chi cho con cả. Bạch ngài, từ trước đến giờ con chưa từng thấy một cái bậc hiền đức mà hoàn toàn như vậy. Khi ấy Đức Thế Tôn mới nói với vị trưởng lão rằng: này tỳ kheo, hễ là bậc lậu tận thì không có một chút giận hờn sân hận, cả lục căn an tịnh và tâm ý cũng an tịnh. Và nói rồi thì Đức Thế Tôn mới thuyết giảng rộng rãi thêm và tóm tắt bằng cái bài kệ là: san tăng tát sát đã răng hô tiếp san ta qua cha chắc căm mát chắc san mát đanh nha quý mút tát sát upa san tát sát ta đi nô. La hán thường được thảnh thơi nhờ có chánh trí thoát lơi bụi hồng, thân nghiệp khẩu nghiệp sạch trong, ý nghiệp vắng lặng không không hoài hoài. Đó là bài kệ mà con vừa đọc lên. Và cái bài kệ năm chữ thì đã được ngài Minh Châu nói là: người tâm ý an tịnh, lời an nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. Đó là bài kệ mà hôm nay con vừa đọc xong. Bây giờ thì chúng ta đi vào cái ý nghĩa của cái bài pháp này. Ý nghĩa của bài pháp này thì chúng ta biết bài pháp này cực kỳ vi diệu. Khi một người hiểu pháp thì đời sống này vô cùng nhẹ nhàng. Chúng ta hãy bắt đầu. Ở đây thì con trình bày về quả và tâm của ngài đã hết phiền não, đã không còn phản ứng với cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái xúc chạm, cái lếm. Hàng ngày thì chúng ta đau khổ là chúng ta luôn luôn phản ứng với cái được thấy, được nghe, được ngửi, được đếm, được xúc, được chạm. Tại sao chúng ta lại phản ứng với nó? Vì chúng ta nghĩ rằng nó là tôi, đó là của tôi, nó là ai đó làm hại tôi hay là làm cho tôi thích thú. Đó là điều mà kẻ phàm phu thường là như vậy. Còn ở đây, khi mà ngài đã giác ngộ đến tầng đạo quả A La Hán thì chúng ta thấy mặc dầu ngài có 7 tuổi thôi, ngài có 7 tuổi mà khi một cái quạt nó đâm vào mắt của ngài như vậy mà lôi cái tròng mắt của ngài ra, và với cái trí tuệ ngài thấy rõ đây là quả của nghiệp và sản phẩm này là do vô minh chứ không phải là do ngài, không phải là do ngài, không có ngài nào đâm lủng cái con mắt của con cả.
mà ở đây cũng không có con, mà ở đây chỉ do vô minh mà tạo nghiệp lên là kết quả này, nó chỗ sanh là như vậy. Nó là một cái quả của nghiệp. Trong quá khứ nó đủ duyên và nó làm rớt cái con mắt của ra ngoài. Và Ngài thấy con mắt này nó cũng vô thường. Vì khi một bậc A-la-hán thì Ngài thấy được rằng là không phải là một con mắt này nó vô thường. Con mắt này nó vô thường trước, con mắt này nó cũng sẽ vô thường sau. Và dầu Ngài có đâm nó hay không đâm nó, và không có ai làm gì nó, thì đến lúc nó cũng vô thường theo bản chất của nó. Và Ngài không những thấy được con mắt này nó vô thường, mà còn Ngài còn thấy tất cả các pháp hữu vi này là vô thường. Này là vô thường. Cả các pháp hữu vi này là vô thường. Và Ngài thấy nó không thuộc về quyền sở hữu của ai cả. Và Ngài đã quán xét. Còn chúng ta thì sao? Người phàm phu thì lúc nào cái gì cũng là tôi, là của tôi. Là tự ngã của tôi. Luôn luôn là tôi. Còn ở đây Ngài thấy cái tiến trình nhân quả và nhân duyên của nó. Ngài không có thấy ai làm hại Ngài cả. Và cái vị A-la-hán thì thấy cái cây nó chọt vào con mắt mù, và cái người khác cầm cái cây chọt vào con mắt mù, hai cái này nó giống nhau, nó cũng là quả của nghiệp. Còn phàm phu của chúng ta, khi chúng ta vấp té vào cái cây, chúng ta đau, thì đôi khi chúng ta không có phiền não. Bởi vì lúc đó chúng ta không cự ai được, bởi vì chúng ta nghĩ cái cây nó vô chi. Nhưng mà ai đó, chúng ta có cái ý niệm về ai đó cầm cái cây mà chọt vào con mắt của chúng ta, là tâm của chúng ta nó sân hận, nó bực bội, nó trả thù. Và nó... vì người đó đã không hiểu được đối tượng chỉ là đối tượng. Người đó đã hiểu cái đối tượng đây là cái cây, còn đây là con người. Cái con người này cầm cái cây chọt vào con mắt của tôi. Và còn khi mà chúng ta, cái kẻ phàm phu, cái cây nó chọt vào con mắt, hay là mình tự động té vào cái cây, thì mình không có than trách ai hết á. Nhưng mà chúng ta thấy như vậy là chúng ta đã nhìn lầm các pháp, và chúng ta không hiểu được. Còn các bậc A-la-hán thì dầu là Ngài bị cái chết bởi cái cây, hay bởi vì cái khái niệm cho rằng con người hay ai đó giết hại, Ngài thấy nó đều giống nhau. Ngài thấy không có ai ở trong đó hết á. Đối tượng thị giác, Ngài thấy đối tượng thị giác không phải là con người. Ngài thấy đối tượng của cái nghe không phải là con người. Ngài thấy đối tượng của cái ngửi không phải là con người. Ngài thấy đối tượng của xúc chạm không phải là ai đó. Ngài chỉ thấy có một thực tại xuất hiện với duyên của nó và diệt đi thôi. Còn chúng ta thì sao nhỉ? Chúng ta thì làm cái gì tự ngã nó cũng bám vào hết á. Tôi làm phước, tôi làm thiện. Khi mà các ngài đã trọn vẹn, Ngài thấy các pháp hữu vi này nó không là ai, nó khổ, nó lại vô thường. Ngài cho vậy Ngài hoàn toàn không có phản ứng với các cái quả của nghiệp này nữa. Nên là Ngài không còn phiền não nữa. Và không còn phiền não thì Ngài không có tiếp tục
cho cái nghiệp luân nữa, và không có nghiệp luân thì nó sẽ không có cái quả luân này nữa. Và chúng ta biết, dầu là chúng ta có đắc đạo quả hay không đắc đạo quả, thì nó cũng chỉ có tất cả những cái pháp, các pháp này cũng chỉ là phiền não luân, nghiệp luân và quả luân, nó vận hành liên tu bất tận, không có một chúng sanh nào ở trong cái tiến trình danh sắc này được cả. Ngay bây giờ đây thôi, chúng ta thấy, ví dụ như là con đang nói, cái âm thanh nó là một cái thực tại, và cái nghe âm thanh là một cái thực tại. Nhưng mà vừa nghe đó, cái ngôn từ nó đã hiện ở trong tâm thì nó không còn là một cái thực tại nữa. Ngôn từ nó đã trở thành một khái niệm rồi. Nó nhanh đến mức độ như vậy. Do đó mà dường như là cái ý niệm về ngã, cái tôi và cái của tôi hay con người nào đó, nó luôn luôn có mặt, và chúng ta luôn luôn cất giấu những cái hình ảnh, những cái đối tượng ở trong tâm trí của chúng ta. Và chúng ta luôn luôn bị ám ảnh với những cái điều không thực này, chính là những khái niệm này mà chúng ta chìm đắm trong sanh tử luân hồi từ vô lượng kiếp rồi. Chúng ta nhắm mắt lại bây giờ thì ai ở đây? Có ai ở đây không? Không. Ngay đây thôi chúng ta nhắm mắt lại là không có con người nào cả. Chỉ khi nào chúng ta mở mắt ra thì chúng ta mới có được ý niệm về người này, người kia hay bức hình. Bức hình này chúng ta cũng ý niệm rằng Đức Phật. Ừ, chúng ta đảnh lễ rồi, chúng ta đảnh lễ cái bức tranh đó và chúng ta nghĩ đó là Đức Phật, và từ đó cái tà kiến và cái si ám nó đã ẩn tàng ở trong đó từ rất lâu rồi. Chúng ta không hiểu được trí tuệ là gì. Khi nào chúng ta không hiểu pháp thì chúng ta chưa hiểu được Đức Phật là gì. Chúng ta không thể tôn kính Ngài trên cái hình tượng đó được. Không có một cái hình tượng nào là Đức Phật cả. Và Đức Phật nói chỉ có người nào thấy thực pháp thì mới thấy được Như Lai mà thôi. Khi nào người đó thấy tham chỉ là một pháp do duyên khởi, người đó đã rất gần với Đức Phật. Khi nào người đó thấy cái cứng là một pháp thì người đó đã rất gần với Đức Phật. Khi nào người đó thấy cái nghe chỉ là một pháp và chúng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thì chúng ta đã rất gần với Đức Phật. Người nào không hiểu về nghe, không hiểu về cái thấy, không hiểu về cái ngửi, cái đếm, cái đụng, cái xúc, cái chạm này, ai có thể ra khỏi sanh tử luân hồi được? Không. Đức Phật nói năm dục mà. Chúng ta biết là đừng có khinh thường cái thấy cái nghe này. Chúng là nhà tù khổng lồ nếu như chúng ta không biết về nó. Nó chính là nhà tù đó. Âm thanh nếu chúng ta không biết chính là nhà tù. Mùi vị chúng ta không biết chính là nhà tù. Cứng mềm chúng ta không biết, đó chính là nhà tù. Nó đã trở thành đàn ông, đàn bà, nó đã trở thành mọi thứ ở trên đời này, và nó giam nhốt cái ý niệm về ngã ở trong đây. Làm sao này có cái thấy, khi mà cái thấy làm sao này có ai đó được? Không. Cái thấy không thể có con người nào được. Cái thấy chỉ là cái thấy thôi. Nếu mà cái thấy là một con người nào đó thì sẽ không có cái nghe, không có cái ngửi, không có cái nếm, không có cái xúc chạm. Nhưng mà cái thấy, nó thấy một cái đối tượng của nó. Và nếu không có tứ đại thì không có con người, không có đàn bà, đàn ông, không có chó, không có mèo, không có truyền hình, không có máy bay. Không, không có những cái thứ đó. Không có tứ đại thì cũng không có cái đối tượng để mà thấy. Nhưng mà cái đối tượng được thấy thì nó không phải là tứ đại. Nhưng mà nó phải có tứ đại thì cái được thấy nó mới sanh khởi. Và cái đối tượng thị giác nó chưa sanh khởi thì cái thấy nó cũng không sanh khởi được.
Và cái thấy thì muôn đời, khi mà nó có điều kiện để thấy thì nó chỉ thấy cái đối tượng thị giác ở đó mà thôi. Cái đối tượng thị giác nào nó giấu vào nơi nhãn căn thì cái thấy nó mới xuất hiện. Có rất nhiều những đối tượng thị giác vô lượng vô biên, bởi vì tứ đại nó có duyên, bởi vì hình thức này hay hình thức khác, vô lượng vô lượng vô lượng. Nhưng mà nó vẫn chỉ là sắc mà thôi, nó không có là ai cả. Như vậy chúng ta tạo phước để bám vào sanh tử ư? Đó là một vô minh và tà kiến. Cái đó lại là một cái giam nhốt chúng ta hơn thế nữa rất nhiều. Do vậy chúng ta không hiểu được Đức Phật thuyết về năm cái pháp tuần tự. Ngài thuyết về bố thí, trì giới, sanh về các cõi trời. Rồi chúng ta quên mất rằng Ngài nói về cái sự khổ lụy của ngũ uẩn và cái sự thoát ly của ngũ uẩn. Dường như chúng ta tạo phước báu luôn luôn là để dành cho đời sau. Dành cho đời sau. Đời sau các bạn hưởng ư? Đó là một tà kiến. Không bao giờ có chuyện đó. Không. Không có ai ở trong đời sau cả. Đời sau cũng chỉ là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đến, cái xúc, cái chạm, cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh. Và những cái tham sân si thì nó chỉ là nó thôi. Tham thì nó có thể là sân được, dầu đó là muôn đời. Và tham thì nó không thể là chánh niệm tỉnh giác được. Tham nó vẫn là tham thôi. Vì sao nó là tham? Vì rằng nó vừa sanh lên là nó đã diệt đi rồi. Nên chính vì vậy nó vừa sanh lên nó diệt đi, nên nó mới giữ được cái pháp của nó giữ được cái bản tánh của nó giữ được cái trạng thái của nó không có thay đổi. Nó không có thay đổi, nó không có thay đổi. Tham thì nó không phải là cái thấy được. Do vậy tham nó không phải là nghiệp. Do vậy nghiệp là khác mà tham là khác. Hai cái này nó khác nhau ghê lắm. Nên là mỗi một pháp, các ngài đã thấy toàn chi của nó, ngài đã liễu chi các pháp này. Và ngài thấy chúng như chúng là. Và các pháp hữu vi, chúng luôn luôn phải là vô thường. Vì sao vậy? Vì chúng không trở thành cái gì cả được. Cái thấy không trở thành cái nghe, cái thấy không trở thành cái cứng, cái mềm được. Vì sao? Vì chúng, cái duyên của chúng là vừa sanh lên một sắc la là chúng diệt đi mất liền. Thì chúng mới giữ được bản chất của chúng không có trở thành. Trí tuệ giữ cái trạng thái của nó, chánh niệm nó có cái trạng thái của nó, thọ nó có cái chức năng của nó, tưởng nó có chức năng của nó, xúc nó có cái chức năng của nó, hành nó có chức năng của nó. Đối tượng của nó khác nhau. Do đó mà thế giới này nó có theo 6 cái thế giới thực tại của nó, không phải một thế giới. Thế giới của cái nghe, thế giới của ngửi, thế giới của nếm, thế giới của xúc chạm, thế giới của cứng mềm, thế giới của nóng lạnh. Các cái căn này và những cái tâm này, chúng sanh ở thế giới riêng của chúng và chúng phụ thuộc vào cái duyên, chỉ có duyên của nó thì nó mới sanh. Ví dụ cái thấy thì nó không thể thấy cái cứng mềm được. Nếu nó thấy cái cứng mềm thì cái thân căn này nó không có sử dụng được. Nó không cần phải sanh ra thân căn nữa. Nên chúng ta thấy nghiệp nó rất là kỳ diệu. Nên là Đức Phật nói nghiệp nó bất khả tư nghi. Nó tạo ra các cái căn môn này để cho những cái loại tâm này nó kinh nghiệm với những cái thực tại này của nó. Và chúng ta thấy cái thế giới của cái thấy không sanh khởi thì vẫn có cái thế giới của cái thế giới khác. Ví dụ như là cái thế giới của cái người mù thì cái thế giới của thấy nó không thể sanh khởi được, nhưng mà cái người đó cái nghe vẫn sanh khởi, cái ngửi vẫn sanh khởi, cái đếm vẫn sanh khởi, cái cứng mềm vẫn sanh khởi, cái tham sân si nó vẫn sanh khởi.
Và ở đây các bậc A-la-hán, các ngài không những đã diệt trừ được cái ý niệm về ngã hoàn toàn, và tất cả những cái lậu hoặc được bám rễ sâu kín trong vòng sanh tử luân hồi các ngài đều diệt tận. Và các ngài biết, các ngài đã chánh niệm và các ngài đã hiểu được phòng hộ các cái căn môn này một cách tuyệt hảo, nên là các cái cảnh trần này ngài đã thật rõ biết về nó, thật rõ biết về nó. Do đó mà ngài biết được những cái quả này do nghiệp này và do những cái phiền não này nó tác động, thì ngài bây giờ ngài biết được cái quả này rồi thì ngài biết được cái phiền não đó, do đó ngài đã diệt tận hết những cái phiền não này. Do đó mà cái khổ nó hiện bày nhưng mà ngài không có phiền não với nó, hoàn toàn không có phiền não, ngài hoàn toàn không có chấp thủ, không có chấp thủ. Ở bất cứ phương diện nào, tức là ngài đã buông bỏ và xả ly hoàn toàn. Và ngài thấy cái trạng thái cái thân này chỉ là những cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, những cái màu, mùi, vị, những cái dưỡng chất và những cái sắc pháp này là vô tri vô giác. Và ngài biết được rằng cái thân này cả một đời 80 năm chúng chẳng nói chuyện với ai, chúng chẳng lưu luyến gì với ai, chúng chẳng có sầu muộn gì với ai. Ai sầu muộn với chúng thì sầu muộn, chứ chúng không có sầu muộn. Nhưng mà người ta đã hiểu lầm thân này là của tôi, là tự ngã của tôi, mà người ta chăm sóc và người ta o bế nó. Dầu là một lời nói, một cái âm thanh đi vào tai mà khó chịu thôi, người ta bừng bừng, người ta lối giận, người ta sắc dao, sắc búa. Người ta đã không hiểu được nó là thứ vô tri, vô giác, và nó là quả của nghiệp, và đó luôn luôn là vô thường, là bất tịnh, là hiểm họa, là cái nơi lưu trú của các ác nghiệp. Nhưng mà các ngài đã thấu rõ nó, do đó mà các ngài không có chấp thủ với nó nữa. Các ngài biết được rằng không phải một con mắt này mất, và tất cả những cái gì mà nó quý giá nhất, cái trái tim này và tâm tử nó cũng sanh lên, và tất cả những cái căn môn này nó đều phải có sự biến hoại, chứ không phải một con mắt không. Và ngài thấy bản chất của nó không phải một kiếp này, và đã nhiều 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 kiếp khi có cái thân này, thì sớm hay muộn, hay hình thức này hay hình thức khác, hình thức chết dễ chịu hay khó chịu gì, tất cả đó đều là nhân duyên. Và không có ai có thể cản được nó cả. Vậy thì sầu muộn với nó, ưu lão với nó, chỉ tích thêm nghiệp và quả của nghiệp, và chúng lại cho ra những cái sự thống khổ này và thống khổ hơn nữa mà thôi. Do đó mà ngài không có dầu là con mắt của ngài nòi ra như vậy, mà ngài rất là tâm của ngài đau chứ, khổ chứ, nhưng mà tâm của ngài rất là điềm đạm, điềm đạm, vì ngài không có thấy ai ở trong đó cả, thật sự không thấy, và tuệ giác của ngài đã diệt trừ hết nữa, huống chi là sân, phải không? Sân là vị A La Hàm đã hết rồi, mà tham còn hết nữa, thì ngài lấy cái gì để mà phản ứng? Ngài không thấy ai trong này cả. Ngài chỉ thấy thọ khổ có mặt, và thọ khổ này
chỉ là quả của nghiệp thôi, quả của nghiệp thôi. Và ngài thấy thọ khổ này nó chỉ sanh ở cái nơi con mắt này nó bị mất đi thôi, chứ nó không có sanh ở trong tim, nó không có sanh ở sắc ý vật. Ngài thấy nó sanh ở đó, nên là ngài biết nó sanh ở nơi chốn của nó, nó không có bị phát tán tới đâu nữa cả, và ngài thấy nó sẽ diệt ở đó. Và ngài biết được con mắt thì nó đã nòi ra ngoài rồi, nó đã mù, nó đã bể hẳn rồi, thì bây giờ có trách, có mắng, có làm cái gì chăng nữa, con mắt này nó cũng không thể nào mà gắn lại mà nó sáng được nữa cả. Mà nếu gắn lại sáng được nữa thì ngài lại càng không trách mắng nữa, bởi vì nó sáng được rồi thì trách mắng làm gì. Nhưng mà kẻ phàm phu thì sao? Kẻ phàm phu thì lạ lắm phải không? Rất là lạ, lạ lắm luôn đó, lạ lắm luôn. Thì chúng ta thấy, để cho chúng ta thấy cái mãnh lực khi mà hiểu giáo pháp với trí tuệ rồi thì không có cái gì bằng diệu pháp của Đức Thế Tôn được hết. Không có gì bằng diệu pháp của Đức Thế Tôn được hết. Do chúng ta chưa hiểu diệu pháp thực sự ở khoảnh khắc này thì chúng ta, cái lòng tôn kính của chúng ta nó còn bập bà bập bõm, và giới hạnh của chúng ta nó mới thối thác thôi. Chứ còn khi mà trí tuệ đã ngôi nâng được rồi thì nó sẽ bồi bổ cho giới hạnh và trí tuệ, không có cách nào khác. Con đường này thật vi diệu, thật vi diệu, thật là kỳ diệu. Và giáo pháp này thật sự, khi chúng ta hiểu pháp thì chúng ta mới thật sự biết đâu là bậc toàn giác và có bậc toàn giác hay không. Còn nếu không thì chỉ phương diện ngôn ngữ mà thôi, ngôn ngữ thôi. Chúng ta chưa thực sự tôn kính Đức Phật được đâu. Do vậy chúng ta hãy thường xuyên nhắc nhở về cái thấy hiện giờ là gì, đối tượng được thấy là gì, tại sao chúng ta lại sân, và nếu không có đối tượng được thấy này, liệu chúng ta có sân hay không, có si hay không. Như vậy bao nhiêu đối tượng được thấy, tại sao cái đối tượng được thấy này chúng ta lại thương, đối tượng được thấy này chúng ta lại ghét. Rồi một mai chúng ta sẽ hiểu được, ô, chúng chỉ là chúng mà thôi, thì chẳng có gì để mà thương ghét cả. Có ai ở đó đâu mà thương với ghét. Ai này đi làm chuyện khùng điên bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, để rồi sầu muộn, khổ đau. Chúng ta có từng thấy được cả một đời này, cái thân này, chúng ta nhồi nhét bất cứ vào gì trong này, chúng đi con đường riêng của chúng. Chúng không biết nói, không biết buồn, không biết vui, không biết giận, không biết hờn đâu. Chúng không có nói với ai một lời đâu. Và chúng ta cứ nghĩ rằng âm thanh này là ai đó. Không, âm thanh chỉ là âm thanh thôi. Còn chúng ta nghĩ là ai đó thì nó không còn là âm thanh nữa rồi. Khoảnh khắc đó không phải là khoảnh khắc của âm thanh. Khoảnh khắc đó của suy nghĩ, của tham sân, của nghiệp rồi. Của thiện, của trí tuệ rồi. Chúng ta thấy khi mà một bậc A-la-hán các ngài đã thấy, và chúng ta biết ở đây chúng ta cần phải, muốn đạt được vị bậc A-la-hán như ngài thì trước nhất chúng ta phải hiểu được, hiểu được cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm, cái xúc chạm này là quả của nghiệp. Và cái gì tạo ra nó, tức là thiện hay bất thiện hay phiền não. Như vậy thì chúng ta hiểu được rõ nó rồi thì chúng ta mới thấy nó là vô ngã. Thì chúng ta trách ai bây giờ? Chúng ta không muốn trách ai, không trách mình được. Phiền não của quá khứ thì nó cũng đã diệt rồi.
Và quả của nghiệp thì nó trổ, không có ai làm gì được hết. Và chúng ta phải hiểu được rằng là dầu là thầy của mình có chọt vào con mắt của mình hay là chúng ta bị té, nó đều giống nhau hết. Nó đều là khoảnh khắc của quả, nó cho quả hết. Và chúng ta không có thấy ai ở trong đó hết. Thì chúng ta mới buông cái phiền não này, chúng ta mới thấy được tất cả mọi khổ đau nó đến trong đời này, nó đến từ phiền não, nó đến từ không có sự hiểu biết về những cái khoảnh khắc thấy nghe rất đỗi bình thường trong đời sống hàng ngày này. Ở chùa có giáo pháp, ở đâu cũng có pháp hết á. Đức Phật thuyết giáo pháp không phải thuyết ở chùa. Đức Phật chỉ nói lên cái chân lý, và Ngài đi đến mọi nơi, Ngài chỉ nói về cái chân lý. Ngài không có dựng lên những cái tôn giáo nào cả, mà Ngài chỉ nói lên cái chân lý, sự thật về bản chất của các pháp để mà giác ngộ thôi. Và chúng ta đi đến đâu thì ngũ uẩn nó cũng đeo bám đến đó. Và phiền não thì nó có mặt ở khắp mọi nơi nếu có duyên cho nó. Dầu là một chiếc lá nó rơi, chúng ta cũng có phiền não nữa. Một chiếc lá rơi nó cũng, chúng ta cũng, tâm nó cũng làm cho phiền não nữa, nếu đủ duyên cho nó. Một cái cành cây nó rơi, hay là nó mọc sai chỗ, chúng ta cũng không ưa về nó, chúng ta cũng kiếm cách chúng ta chặt bằng cái tâm sân hận bực bội nữa. Khi chúng ta không nhận diện được các pháp thì tham sân si nó có mặt và nó tăng trưởng ở khắp mọi nơi. Kể cả chúng ta có đi làm phước đi chăng nữa thì là cũng nuôi vô minh và tà kiến thôi. Bao giờ cái ý niệm là có tôi trong đời sau, có cái này cái kia, nó luôn luôn hiện hữu. Và trí tuệ thì nó chỉ sanh là khi nó đối diện được với thực tại mà thôi. Còn trí tuệ nó không thể sanh bởi những cái đối tượng của khái niệm. Nếu mà tứ niệm xứ, trí tuệ của tứ niệm xứ nó không sanh ở bất cứ một cái khái niệm nào, mà nó chỉ sanh ở cái khoảnh khắc hiện tại. Và nếu khoảnh khắc hiện tại chúng ta không có đủ cái sự hiểu biết từ cái pháp học về những cái đối tượng thị giác, âm thanh, cứng mềm, nóng lạnh qua cái sự tiếp xúc trong đời sống hàng ngày này, ai có thể giác ngộ không? Không có ai giác ngộ. Nhưng thường thường chúng ta luôn quên về đó. Khi chúng ta gặp cái đối tượng thị giác nè, cái tâm của chúng ta nó đã nhào tới nè, ai đó, người thương, người ghét nó có mặt ở đó rồi. Nên là chúng ta không đủ điềm tĩnh, không đủ nhận diện nó chỉ là thực tại, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, không là ai cả. Không có ai trên đời này cả. Nếu mà cái nóng nó không được tồn tại ở cái thân này nữa thì cái gì chúng ta cũng biết rồi, phải không? Do vậy hàng ngày chúng ta thường xuyên nhắc rằng khi nào chúng ta hiểu tất cả mọi khoảnh khắc chỉ là pháp thôi, nếu không là chân đế thì là tục đế thôi, cũng không phải là ai cả, thì lúc đó chúng ta mới đến gần với lời dạy của Đức Phật một cách hết sức là đời thường. Kinh điển chỉ là một cái hướng, nhưng mà
chúng ta chìm trong ngôn ngữ ở trong đó, chúng ta chỉ có chết mà thôi. Chúng ta không hiểu lời dạy của Đức Phật thì không có cách nào chúng ta sẽ ra được. Bởi vì chánh niệm nó không thuộc về suy nghĩ. Nhớ một điều, chúng ta làm sao học để cho chánh niệm và tỉnh giác nó sanh khởi, và khi nó có cái khoảnh khắc chánh niệm, nó hoàn toàn không có suy nghĩ ở trong đó. Nó chưa có suy nghĩ ở trong đó, chúng ta phải nhận diện ra. Nếu đã có suy nghĩ ở trong đó rồi thì lúc đó nó có thể là biện pháp, nhưng mà phần đa là bất thiện. Nhưng mà nó không phải là chánh niệm của tỉnh giác về tứ niệm xứ. Bởi vậy nên cái chánh niệm tỉnh giác này nó rất là khó để sanh khởi cho nó, nếu như chúng ta không thực sự hiểu cái bài kinh tứ niệm xứ và hiểu được những cái thực tại trong đời sống hàng ngày này từng chút một, và nghe đi nghe lại thấm nhuần và tác ý nhiều lần vào những cái này để mà tâm nó hướng đúng về pháp đó, thì nó mới liễu ngộ được cái tính chất, nó mới trọn vẹn được. Cái này đây mới là cái con đường ra khỏi sanh tử luân hồi. Nếu như mà chúng ta không có tích lũy được con đường tứ niệm xứ này thì chúng ta sẽ không thể nào mà thoát khỏi được bàn tay của tà kiến vụ của vô minh được. Thưa quý vị, vô minh trong đời sống hàng ngày đó vô cùng nhiều, và nó ở ngay đây thôi, ngay khoảnh khắc sau khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm đụng nè. Vô minh và tham ái, kể cả cái nháy mắt, cái đưa tay của chúng ta là đã có vô minh, đã có tham ái rồi. Nó vô cùng nhanh, nhanh đến mức độ mà chúng ta thấy là nó, chính vì cái lơi này là cái lơi của tham ái và vô minh mà. Do vậy chúng ta phải hết sức tỉnh táo khi mà nghe diệu pháp của Đức Phật. Khi nào chúng ta thực sự kinh nghiệm được khoảnh khắc của cứng, nó khác với tất cả mọi thế giới. Cái cứng thì không phải là cái nhận biết cái cứng, mà cái cứng thì cũng không phải là cái căng mà cái cứng in dấu vào. Hai cái này nó khác nhau. Một cái sắc này nó khác, sắc kia nó cũng khác. Khi mà chúng ta tách rời các cái pháp được với cái đó thì lúc đó chúng ta mới nói đến cái chuyện mà đi vào trong cái con đường tứ niệm xứ được. Khó không? Xin thưa với quý vị rằng không có cái gì khó hơn thế hết. Mà cái khó này nó mới thực sự là sanh trí tuệ thực sự. Còn mọi thứ khác không bao giờ sanh trí tuệ giải thoát. Không có đâu. Thuyết pháp có giảng đạo cỡ nào nếu không đi về những cái này. Thời, xin thưa rằng không có ai ra khỏi sanh tử luân hồi hết. Khi nào chúng ta phải hiểu thật sự đối tượng thị giác không phải là đàn ông đàn bà, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi. Lúc đó chúng ta sẽ nhận ra được các pháp nó tách biệt khác nhau. Lúc đó chúng ta biết được sắc là sắc, danh là danh như thế nào. Sắc thì không phải là ai cả. Mà danh biết sắc thì danh nó cũng không phải là ai cả. Thì lúc đó chúng ta mới thấy được những cái đường truyền. Từ những cái căn môn này đây chúng ta mới thông hiểu. Lúc đó chúng ta mới thấy được cái thấy thì không có vô minh, cái thấy thì nó không có tà kiến. Cái thấy thì nó không có tham, cái thấy nó không có sân. Thường nếu chúng ta không biết cái điều đó là chúng ta nghĩ rằng cái thấy là sân, tôi thấy cái này là khó chịu, là bực bội. Nhưng mà cái thấy thì nó không có bực bội. Bởi vì cái thấy nó không mang thọ khổ, nó không mang thọ lạc, nó không mang thọ ưu. Cái thấy nó không có thiện hay bất thiện ở trong đó được. Thì chúng ta mới thấy được đâu là quả, đâu là phiền não và đâu là nghiệp. Và tới nay chỉ có gì? Chỉ có danh sắc hay là chỉ có ngũ uẩn thôi. Nên lúc đó chúng ta mới hiểu thực sự tất cả toàn thế giới, dầu là muôn ngàn thế giới, chỉ có danh và sắc, chỉ có ngũ uẩn và ngũ uẩn. Như vậy chúng ta tạo thiện hay là bất thiện gì mà chỉ để hưởng ngũ uẩn thôi thì không phải tu giáo pháp của Đức Phật làm chi nữa cả. Đúng không?
Nếu mà chúng ta tạo phước mà chỉ để mong có đời sau thì không cần, bởi vì tâm thiện và tâm bất thiện nó luôn luôn không thể nào chỉ có tâm bất thiện hay chỉ có tâm thiện được. Không, chúng ta không cần phải làm cái việc đó, bởi vì cái đó là pháp mà. À, như vậy cái con đường tứ niệm xứ ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta là phát triển hiểu về rõ thiện và bất thiện này, và chúng cũng đều là vô thường và không thể nào mà chỉ có tâm thiện hay chỉ có tâm bất thiện, mà nó luôn luôn do cái duyên của nó có mặt. Nên vì đó mới thấy được rằng là thiện hay bất thiện gì cũng đều là khổ hết, đều xả ly hết, nhàm chán ly tham, nên là không có dục nhiễm trong các cái đối tượng trần cảnh này nữa. Nếu mà không có dục thì sao? Không có dục lậu thì sẽ không có hữu lậu, không có hữu lậu thì không có vô minh lậu, không có tà kiến lậu, và không có tà kiến lậu thì không có vô minh lậu, và không có vô minh lậu thì nó không có thức ăn nào để sanh ra ngũ uẩn hết á. Thì ngũ uẩn cần phải được chấm dứt. Như vậy Đức Phật đã nói cho chúng ta biết ngũ uẩn này là nguyên nhân của khổ, nhưng mà chúng ta tạo phước này kia chúng ta đã quên mất cái hành trang, cái con đường, cái trí tuệ mà Đức Phật gửi gắm ở những cái lời pháp vi diệu này là như thế nào. Nên là chúng ta thấy, chúng ta nói rằng tu giáo pháp của Đức Phật từ bỏ, nhưng mà không có ai từ bỏ được nếu như mà không có trí tuệ nó sanh khởi. Dù chúng ta có muốn từ bỏ chăng nữa thì đó chỉ là cái ước muốn, là tâm tham. Chứ còn từ bỏ nó phải thực sự chánh niệm và trí tuệ nó mới sanh khởi. Tự động nó từ bỏ chứ không có ai làm gì được ở đây cả. Các pháp là vô do duyên này mà, đúng không? Vì bây giờ chúng ta muốn đi tham thì chúng ta phải hiểu cứng này nó có phải là ai đâu để mà tham. Mà tham cái gì ở trong đó? Cái sắc pháp này nó có biết cái gì đâu để mà tham. Cái mềm, cái mùi, cái màu, cái vị này thì tham đến bao giờ cho nó hết? Nó hết cái mùi này, nó lại tới cái mùi kia. Nó là mùi, nó cũng chỉ là mùi. Cứng nó cũng chỉ là cứng, mềm nó cũng chỉ là mềm. Như vậy chúng ta tạo bất cứ cái gì thì chúng ta cũng đang tạo ra cái để được kinh nghiệm cái thấy, cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái nặng, cái căng trùng, rồi nó tan rã như vậy thôi chứ. Nếu chúng ta hiểu như vậy để âm thanh chứ không có gì. Và thế giới này chỉ có đất, đất, đất và đất. Chúng ta tạo thiện hay bất thiện gì cũng chỉ ăn đất, gặm đất, làm đất, ngơm đếm đất, rồi là tham chấp với đất, 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 những cái tính chất của đất. Và những cái danh pháp này nó cũng không thuộc về mình. Chứ đừng có mình nghĩ rằng nó là mình, nhưng mà nó không bao giờ thuộc về mình. Nếu nó thuộc về mình á, thì mình biểu nó đừng già, đừng bệnh, đừng chết. Không có ai muốn bỏ cái thân này cả. Dầu cái người đó có sống tới 90 tuổi hay 100 tuổi, cái lưng nó còng như nóc nhà, và cái bệnh, cái phân nó chảy hết ra ngoài, người ta cũng không muốn bỏ cái thân này. Chấp thủ đến mức độ như vậy thì sư hỏi, thì cái thân sau nó cũng vậy thôi, phải không ạ? Do đó mà khi chúng ta hiểu được diệu pháp của Đức Phật, đó là cái con đường duy nhất ra khỏi sanh tử luân hồi, và con đường duy nhất để hiểu nhân và quả ở đây. Và chính là cái mối tai họa của phiền não. Khi Ngài hết phiền não rồi thì chúng ta thấy Ngài nói cái câu mà đứa Ngài thầy của Ngài chọt vào con mắt như vậy. Ngài bệnh con mắt mà đâu có phải đâu, bệnh suốt đêm, thay vì ít nhất thì chúng ta cũng phải nói lên, phải không ạ? Ngài đã đâm vào cái mắt của con như hoàn toàn, Ngài không bao giờ nói. Và khi Ngài trả lời, mà Ngài trả lời một cái cách mà làm cho tâm của thầy của Ngài đó vô cùng là an tịnh và không có khởi lên bức xúc gì cả. Quý vị thấy bậc hiền trí khi trí tuệ nó sanh khởi rồi, nó xử sự các pháp rất là tinh tế, không đưa đến khổ mình khổ người. Và bài pháp ngày hôm nay chắc có lẽ cũng được dừng lại ở đây. Phước báo con chia sẻ những cái điều này vì con đi xa về nên là
đó, nên những cái điều gì mà nó sơ thất con xin sám hối. Và phước báo này kính dâng đến tất cả chư tăng, chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, súc sanh, ngạo vị, thiên nhân, Atula, Diên Chúa. Và kính chi phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm liễu ngộ được bàn chứng đắc được lý thứ thánh đế. Phước báo này con cũng nguyện là nhân là duyên được chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn này, và mong giáo pháp này hộ trì cho con và tất cả những người biết quý kính ân đức Tam Bảo, và để hộ trì giới hạnh cho chúng con từ tu tập cũng với như cư sĩ, để luôn luôn là được tác chứng đạo quả trong chánh pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Ma. Nam mô Sang Kha. Sa Thu Lạnh Thai. Chúng con thành kính nhân đại đức Tuệ Nhẫn đã giảng giải tự dựng, thuyết giảng duyên sự và ý nghĩa của câu pháp cú số 9-16 cho hàng Phật tử chúng con để hiểu rõ và cố gắng thực hành theo những lời Phật dạy, hầu thoát khỏi tử sanh luân hồi. Câu chuyện nghe rất là cảm động, kính tri ân sư. Con không biết Thượng tọa Minh Hạnh có còn rước máy không? Chúng con cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung, cho chúng con được tròn đủ phước báo. Con kính dân mít đến sư. Phawatu sa pa mangalang